phương Tây ồ ạt viện trợ vũ khí, tài chính cho Ukraine. Mỹ công bố thêm khoản viện trợ quân sự, 800 triệu USD cho Ukraine. Đan Mạch, Tây Ban Nha cam kết gửi lượng lớn vũ khí cho Ukraine, trong khi Đức để ngỏ khả năng gửi vũ khí hạng nặng. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21 tháng 4 công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá đến 800 triệu đô la Mỹ. Nhà lãnh đạo cho biết, gói viện trợ này gồm pháo hạng nặng và 144.000 quả đạn pháo, cùng nhiều thiết bị bay không người lái, theo CNN. Ông Biden nói rằng, Nga đã tái tập trung chiến dịch sang mục tiêu chiếm giữ phần lãnh thổ mới tại miền đông Ukraine, nên việc viện trợ vũ khí của phương Tây là điều thiết yếu. Nhà lãnh đạo cho rằng, cuộc chiến đang ở giai đoạn then chốt và cam kết Mỹ sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo kịp thời để giúp Ukraine phòng vệ. Mỹ không theo dõi được số vũ khí đã chuyển cho Ukraine. Theo CNN, khoản viện trợ mới này sẽ nâng tổng số viện trợ của Mỹ cho Ukraine từ khi chiến sự bắt đầu lên xấp xỉ 3,4 tỷ USD. Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ cung cấp khoản viện trợ kinh tế 500 triệu đô la Mỹ để giúp chính phủ Ukraine trả lương và các chi phí khác cho nhân viên. Mỹ cũng ban hành lệnh cấm toàn bộ tàu thủy có liên quan đến Nga cập cảng tại Mỹ. Trong khi đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 21 tháng 4 đã đến Kyiv và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chuyến thăm nhằm tiếp tục thể hiện sự ủng hộ của châu Âu đối với Ukraine sau khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel vừa sang Kyiv ngày 20 tháng 4. Hai lãnh đạo châu Âu đã mặc áo chống đạn để đến thăm thị trấn Borodikan thuộc tỉnh Kyiv. Ông Sanchez viết trên tài khoản mạng xã hội cá nhân rằng ông bị sốc khi chứng kiến cảnh kinh hoàng do cuộc chiến gây ra tại Borodikan và khẳng định sẽ không để người Ukraine đơn độc. Tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Sanchez cho biết tàu hải quân Tây Ban Nha đang chở 200 tấn khí tài quân sự, gồm xe tải, đạn dược đến Ba Lan để chuyển cho Ukraine. Bà Frederiksen cam kết sẽ cung cấp khoản viện trợ quân sự 615 triệu kron, 90 triệu đô la Mỹ cho Ukraine và ủng hộ cấm vận thêm Nga. Tổng cộng giá trị viện trợ quân sự của Đan Mạch cho Ukraine đến nay lên thành 146 triệu đô la Mỹ. Cùng ngày, trong chuyến thăm Estonia, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đáp trả những chỉ trích không gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Không có điều kiêng kỵ nào đối với chúng tôi về việc gửi xe thiết giáp và các vũ khí khác mà Ukraine cần, bà Baerbock nói. Nga nói đã giải phóng Mariupol, Ukraine sẵn sàng đàm phán. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambert nói trên đài NTV rằng đã đạt thỏa thuận với các nước Đông Âu. Theo đó, các nước này cung cấp xe tăng, xe bọc thép và các vũ khí khác cho Ukraine. Sau đó, Đức sẽ cung cấp khí tài cho các nước này. Theo AFP, Ukraine sẽ nhận được xe tăng T-72 từ Slovenia và có thể thêm pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất từ Hà Lan. Đức sẽ huấn luyện cho binh sĩ Ukraine sử dụng các khẩu pháo này.